một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv của Israel mới đây khám phá ra rằng một số loài thực vật có khả năng phát ra một âm thanh thể hiện sự đau đớn ở tần số cao khi phải sống trong môi trường khắc nghiệt. Nghiên cứu trên cây cà chua và cây thuốc lá của các nhà khoa học được thực hiện với khoảng cách 10 cm. Họ cắt một số nhánh cây và không tưới nước trong vài ngày. Các nhà khoa học sau đó đã thu được 35 tín hiệu âm thanh trong một giờ từ những nhánh cây này. Tổng hợp kết quả, các nhà khoa học phát hiện những loại cây phát ra siêu âm từ 20 đến 100 kHz theo trang Life Science. Khi cành cà chua bị cắt, nghiên cứu chỉ ra rằng chúng phát ra 25 siêu âm trong một giờ, trong khi cây thuốc lá chỉ phát ra 15 siêu âm. Với thử nghiệm không tưới nước, cà chua phát ra những siêu âm thống thiết hơn với tần số 35 âm một giờ, trong khi đó thuốc lá là 11. Như vậy, với những điều kiện căng thẳng khác nhau, các loại thực vật phát ra những âm thanh khác nhau, và khi không phải chịu đựng những căng thẳng bất chợt thì trong thời gian dài hơn, những âm thanh cũng ít đau đớn hơn. Nhóm các nhà khoa học viết trong báo cáo, những phát hiện này có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ về vương quốc các loài cây vốn được coi là sống trong im lặng cho tới bây giờ. Công trình trên vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu với những điều kiện sống khác của cây như gió, mưa rào.